Mẻ hay vô rồi, vô rồi. Đâu dở lên coi. Đó, quá có nhiều nè. À. Đâu dở lên coi. Ủa, trời trời trời. Dở cao lên, dở cao lên coi. Không có gớt. Gớt hả? Ừ. Nhiều gấp đôi hồi nãy, hơn gấp ba luôn. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay chiều mùng năm Tết, mình cùng với em cục chèo đi ra đồng giăng lưới kiếm một mớ ít mớ cá lồng tông để về nha. Lai gai nha các bạn. Trời trời sâu dữ vậy. Sâu dữ phút qua thăm. Thì xả hết ra là hơi đảo lại thăm mình rồi. Cá lồng tông anh các bạn. Hy vọng bữa nay có nhiều chiếc lơ phẩm ơi. Có ốc bắt ốc luôn. Ủa nãy quên đem đồ hay đựng cá không? Có bầu không? Xong phải không? Vậy là xong tay lưới rồi hả? Có rồi. Ông lan nắng đi, tôi lần này tôi rùa lại. Chân lớn mà cũng thích hành nè, thu trang. Cá, rùa cá là đằng kia cho dính như các bạn. Thăm lại. Hả? Có các bạn ơi. Có. Đi sao kìa. Đây. Có, có. Gần gần đây coi. Có. Thấy chưa, mới đẩy xuống thôi mà gì nè. Cá lồng tâm. Đâu? À các bạn ơi. Trời luôn rồi, bữa nay chiến lược vẫn quá nhiều. Quá khứ rồi, mới đợi xuống rồi. Bay lên. Đó. Đó. Cũng bộ nha các bạn. Lưới quá cách. Lưới này hơi cách hơi thưa đúng không?
cũng tò mò. Vô rồi. Đặt từng ba mẻ lưới vậy ha, được ha. Rồi xong mẻ lưới đầu tiên, tiếp tục mình đi kiếm đặt thêm mẻ lưới thứ hai. Được không? Trời. Tầm tầm đây sâu hết rồi. Tiếp tục mẻ hai nha. Tiếp tục mẻ hai cánh một. Hy vọng mẻ thứ hai này sẽ dính nhiều hơn mẻ đầu tiên. Cái này là gì đó? Phao để cho máy em. Phao để máy bơm hả? Sâu quá dính không? Rồi. Sâu quá có không á? Gieo cần ôn rồi các bạn. Xứ là xứ cái nhang. Gieo thì cũng có hết. Đập ra nó. Sao lưới giật giật quá chứ. Chắc mẹ là dính nhiều lắm à. Chị làm tự nhiên đi. Thôi. Cái này là nhổ cỏ hay giao cần ô hả? Cần ô. Ô này cái này giá nhiêu ký chị? 11, 12 ngàn. Tại nắng quá mà làm thời điểm này phải làm, có phải có cái dù che gì mới được nè. Nghiệp mấy chị. Vô bánh rồi các bạn ơi. Mẻ hai này vô rồi. Đâu dở lên coi. Đó, mới có nhiều nè. Đâu dở lên coi. Mẻ thứ hai đẹp hơn nè. Này dài lắm, cá dữ. Ra trời kìa. Ủa, thôi. Dở cao lên, dở cao lên. Không có gớt. Gớt hả? Ừ. Từ từ nha. Đó. Rồi thấy không? Nói người. Giá cao lên được cho các bạn coi, nhưng mà giá cao quá thì cá nó rớt ra ruột hết. Thôi chúng mình cuộn lên đi. Cuốn lưới lên đi, mình lên bờ lên cho quay cho các bạn coi. Quá khứ cái tay lưới này. Ôi luôn, to quá đã. Vô rồi. Nè nó, gì được không các bạn? Được thôi, nói dân miền Tây không có cá. Trong ruộng không có cá nè. Mình ở quê chịu khó đi ra đồng chút xíu là có cá có mồi đầy đầy nhóc ở trên các bạn. Rau có rau luôn. Rồi xong lên các bạn ơi. Mình xong đầu đây cái chút mà lại đầu kia mình văng cái nữa là được đó bác. Đi ra đây vũ cái nữa đi. Cá có nhiều đâu. Nhẹ rồi nên mới dần cái máy. Hết thứ. Gấp đôi hồi nãy, gấp ba luôn.
con rau muống đồng mà các bạn ơi, rau muống đồng muốn ăn ra đồng, rau muống đồng tại vì nó mọc ở ngoài đồng nên gọi là rau muống đồng. Đây 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 đây, đó non non không à, trong muống đồng đây, nhắc cái đọt ăn nha các bạn. Đây là cái bông, bông rau muống. Mà ớt hiểm nè. Này gọi là ớt chim ỉa nè. Đó. Ớt này ăn cay lắm nha, nhỏ mà có vỏ nha. Tới một chuyện luôn. Đây là chiếc lơ phỏng hôm nay nha. Mấy cục đá bỏ vô coi. Mày giá dám vô. Ừ, lấy đường. Ê, bỏ đủ. Cá này mình xong mình ướp tí xíu muối, tí xíu đường, tí xíu bột ngọt để khoảng 20 phút cho thấm cá nha các bạn. Để vô tí hành trộn lên thôi. Tiêu. Mời cả nhà nha. Hai tiếng rưỡi đồng hồ mới được cái lẩu. Anh chịu biết à? Cá lồng tông mà nhúng giấm với nhậu rượu đinh lăng đó, thì thứ nào chịu nổi. Chính thì trời. Dạ con, cho con đi ra đây con. Mời cả nhà nha. Quá ngon.
Rồi, xin mời cả nhà. Rồi, vô ngồi đây. Mời cả nhà nghe, cái lên giống giống nha các bạn. Anh cho hỏi cảm giác thế thế nào ạ? Quá đã. Hết sảy con màu bảy luôn. Chỉ cần có một tiếng rưỡi đồng hồ thôi là ra được cái lẩu liền nghe không? Bây giờ mình xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt các bạn.